Ông Tổ nghề mộc Lỗ Ban. Năm 12 tuổi, nghe nói ở núi Trung Nam có một người thợ mộc rất giỏi, Lỗ Ban bèn lên đường đi bái sư học nghệ. Hôm đó, Lỗ Ban từ biệt cha mẹ, vượt núi băng rừng tìm đến núi Trung Nam. Sau khi đồng ý nhận Lỗ Ban làm đồ đệ, ông lão thợ mộc đưa cho Lỗ Ban một cái hòm gỗ và nói: "Theo ta học nghề thì phải dùng công cụ của ta. Nhưng mà những công cụ này đã lâu lắm ta không dùng đến, con hãy mang chúng đi sửa chữa đi." Lỗ Ban mở cái hòm ra. Bên trong là một cái rìu vừa rỉ vừa cùn, một cái bào rỉ sét. Xem ra tất cả đống công cụ này đều cần phải sửa chữa lại. Không nói gì thêm, Lỗ Ban liền xắn tay áo lên và bắt đầu mài. Lỗ Ban ngày đêm làm việc, mài liền 7 ngày 7 đêm mới xong. Khi Lỗ Ban đưa rìu cho sư phụ xem, sư phụ Lỗ Ban gật đầu cười nói: "Bây giờ hãy thử xem chiếc rìu mà con mài có thể đảnh được cái cây to trước sân nhà không." Lỗ Ban cầm rìu đến bên cạnh cái cây trước sân, nhủ thầm: "Ôi, cái cây này to thật đấy." Thế nhưng Lỗ Ban không hề lo ngại, ông bèn giơ rìu lên và bắt đầu chặt. Mất 20 ngày liền, Lỗ Ban mới chặt đổ được cái cây to đó. Lỗ Ban vào phòng gặp sư phụ. Sư phụ nói: "Bây giờ hãy thử xem cái bào mà con mài ra sao." Lỗ Ban cầm rìu và bào đi ra cửa. Ông mất mấy ngày đêm mới bào xong cái cây. Sư phụ Lỗ Ban nhìn ông cười nói: "Con đúng là người không sợ khổ, ta sẽ truyền lại cho con toàn bộ tay nghề của mình." Về sau, Lỗ Ban theo sư phụ miệt mài học tập trong 3 năm liền. Cuối cùng ông đã trở thành một thợ mộc có tay nghề. Bài học: mặc dù tuổi nhỏ, nhưng Lỗ Ban là một người vô cùng chăm chỉ, cần cù. Sư phụ giao cho ông rất nhiều việc mà ông không hề oán than, cũng không tìm cách chối từ. Ông luôn cố gắng làm thật tốt. Chính vì vậy mà công sức của ông không hề uổng phí. Danh ngôn: thành công chỉ đến khi mà bạn biết tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.